បាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយអំពីការប្រែកសែតបាទព័ត៌មានថ្មីចុះផ្សាយដោយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និយាយថា KNUP President ញាក់ បុនឆៃ arrested in Phnom Penh នេះជាព័ត៌មានក្តៅៗព័ត៌មានថ្មីៗមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈ 2017ដែលជាប្រធានគណៈបកគេKNUP នឹងគឺគណៈបករួមជាតិខ្មែរត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញអូខេបាទនេះគឺជារូបរបស់លោកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែនឹងអាននរអស់គ្នាបាទខ្មែរ National United States Party President and former OCAF OCAF នឹងគឺមកពីពេញថា Royal Cambodian Armed Force កងរាជអាវុធហត្ថ Commander នឹងគឺមេបញ្ជាការញឹកបុនឆៃ was arrested this afternoon in Phnom Penh in relation to យើងប្រែថាដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង okay drug production case ករណីការផលិតថ្នាំញៀន dating back នេះយើងប្រែថា đại cát miền lang tăng pì smart dead from okay dead from các bạn dead back các bạn này 2012 in Kampong Speu province a ministry of interior spokesman confirm okay dùng prai khảo môn kế này bà nẹ non pì cơ suông mà hạp tây mùi rục ban an thả confirm với an này confirm với dùng với an ban an thả pro thiên cân nặng bà រួមជាតិខ្មែរ National United Party នេះគណៈបករួមជាតិខ្មែរបាទ President ប្រធាននឹងជាអតីត former អតីត មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ okay នេះ RCAF កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ លោកញឹកបុនឆៃ okay លោកញឹកបុនឆៃ ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន okay was arrested អានេះជា passive passive គេប្រើកាល passive បាទរបស់កម្មនៅក្នុង passive កាលពីថ្ងៃរសៀលនេះ okay this afternoon យើងក៏ប្រើពាក្យ in ណាបាទ this afternoon នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិត okay ដោយពាក់ព័ន្ធ in relation to ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីការផលិតថ្នាំញៀន ដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2012 មកម្លេះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទ okay chào bạn nắng dương cho à mùi tiệt à mấy sản phẩm than này rồi nên đồng toán và tay là không ai xa bị tổ cho lang bạn bà okay này the spokesman Khieu Sophia said Bunchai had been arrested in relation to the case and was currently at the national police headquarters in Phnom Penh yes he has been arrested today in the Kompong Speu truck production case from 2012 he said okay យើងប្រែឲ្យលើសិនបាទលោក Khieu Sophia អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ okay Khieu Sophia នេះឈ្មោះទៅពេល spokesman ពេលអ្នកនាំពាក្យណាអ្នកនាំពាក្យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកញឹកបុនឆៃនេះបុនឆៃបាទលោកញឹកបុនឆៃត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអានេះកាលឯគេនេះបាទ had been arrested នឹងគឺការ passive passive បាទ perfect passive had been arrested យើងប្រែថាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយពាក់ព័ន្ធ in relation to នេះយើងប្រែថាម៉េច in relation to នឹងយើងប្រែថាដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីមួយហើយថ្មីថ្មី currently យើងប្រែថាថ្មីថ្មីនេះគឺស្ថិតនៅ ទីស្នាក់ការនគរបាលជាតិ okay headquarters នឹងយើងប្រែថាទីស្នាក់ការណា ទីស្នាក់ការដល់ពេលនគរបាលជាតិគឺ National Police នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ okay ដល់ពេលយើងប្រែចប់អាហ្នឹងយើងមកប្រែក្រោម he said គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា yes bad រូបលោក okay រូបគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអានេះគេហៅថា present perfect simple passive បាទ present perfect simple passive ទម្រង់នេះ ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះ នៅខេត្តកំពង់ okay កំពង់ស្ពឺ បាទ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីផលិតថ្នាំញៀន តាំងពីឆ្នាំ 2012 មកម្លេះ បាទ គេចប់ មួយទៀត
bốn trái hạt run a fall run a fall đấy như là ta phơi rương đại bạch hàng từ nâng cái phơi rương đại bạch hàng từ nâng là nam nè run a fall off anh chẳng á và từ ruling Cambodian People's Party following the June 4 communion election before which he allegedly người ta tự ban kỳ chọn bạc cán had a phone call with CNOP deputy President Anh Chai Yen promising votes from his supporters in communion. The KNUP did not contest. Okay, dùng bài thà luật nhắc bên trái và luật nhắc bên trái cái dùng bài nắng luật nhắc bên trái ban ban này cái ban vừa đường đại bạch trang từ nâng cái nạn bạc và chưa chân cam và chia đại công phong tại ca nằm nát rô lý nữa là đại công phong tại ca nằm nát bằng top phí ca bó chân nào phô lô viên và bằng top phí bằng top phí ca bó chân nào không sẵn cắt được ngay tỷ bốn khai mì tổ nạ phí môn bí phó phí môn đại từ ban kê cho bạc can thà rụt lúc à lệ trí lý và cho bạc can rụt lúc ban hai tu đồ sạp từ can rồi gọi dây tu đồ sạp bà hẹt là phôn khó là dây tu đồ sạp chỉ mùi nâng Anuprathen cái nạp bạc sông cua chiết, ok, Deputy President Anuprathen cái nạp bạc sông cua chiết Lục Anh Chai Yen, đòi sau này giá ở nhà quam thơ là bỏ lúc, ok, supporter đó ở nhà quam thơ là bỏ lúc bỏ chân nào nơi khó nông khôn giật cắt nà nà có đòi đấy, ok đòi sau này giá thà bỏ chân nào ai, ok ở nhà quam thơ nó bỏ chân nào ai, bà nơi khó nông khôn giật cắt nà đấy KNUP nâng mến pro cuộc bởi chèn và còn tên này dân bà ta pro cuộc bởi chèn chân mình này thay lục nhận bằng trái nó xong này ra thay bà xong bà nơi không sẵn cắt nà đại cả nạp bạc lục mình chơi cho mua bó chân nào tế lục ai nhạc quan thơ là bó lục nâng bó chân nào ai cả nạp bạc xong cụ chiệt ok tên nâng dô lật và mình này chẳng ai trong đó nhẹ đòi xong này ra thay ai nhạc quan thơ là bó lục nâng bó chân nào nơi không sẵn cắt nà nà đại cái nạp bạc KNUP nâng mình miền cao và cuộn bởi trẻ ok hả chẳng nói mình tiệt và đặc biệt trong rồi despite denying he had intended dương bài thả mà dẫn intended dương bài thả miền bẩm non ok deny dương bài thả bài thả cho má bằng mình ok hả ta nên chẳng speak to Chai Yen or collude dương bài thả khúc khất được gặp sao cũng nịch và offer đào ai được cái ai vote the ex royalist royalist nhưng phải thà tay tay đi trên này giống strip ok vote strip này nhưng phải thà mà giấu đỏ ok đỏ được cái hold of his title as advisor to the government in June with more than a dozen đọc pin nè the other party members meeting at meeting the same page mà phải thà business in the following weeks, the second và cả bản đánh chấn came và cả làng, okay, came là về cả miền làng. On the same day as what appeared to be a surrender of firearms, như vậy ta tụm lẹ vụt cho from Bunchai to the Ministry of Defense, okay, lên trên chập đám bộ đám đỏ. To bay chia đòi parasite thả rụt lốp, ok, rụt lốp mân miên bầm non, dùng phải tạm mân miên bầm non nì dây chỉ môi nó lục ên Chai Yen rư có khúc khất ao sẵn lắc chân nát có đòi à có à tay tạ, ok, có à tay tạ đi chia này dùm rụt ní thực ban kì đọ đồng náy, ok, stream đọ đồng náy ok, of his title đọ đồng náy, bỏ lốp chia tiếp đọc xa, bỏ rọt thai bà Advisor to the government, tì bác sát bác rốt thái bác kà bì khái mịt thô nà with more than đòi miền cái sở mà chức dùm bè này mà sở mà chức member nó cứ sở mà chức cơ nạ bác xe tiết đọc bì rụt chiêng đọc bì rụt ok đài chuộc ok mịt thiến và đài chuộc viết nà đôi khu nế nơi bà man sa bà đà bàn tò ok the second mà kà bàn đánh chân ấy kà lãng bàn cá lại thêm bàn cá lại nơi ngay tại mùi on the same day nơi ngay tại mùi as what appeared to be a surrender of firearms bà đôi giờ quay đà thật bàn kì mơ khơi ok appear đó giờ bà ta thật bàn kì mơ khơi thế lục nhật bình chai ní
thứ ban kia bằng không ai tụm lẽ áo vốt cho từ áo ý bà từ áo ý của xu ca phía chiến Ministry of Defense mà là của xu ca phía chiến để bây giờ bà là Surrender of Firearm hay như bà là tụm lẽ áo vốt cho rồi tụm lẽ cầm phương cho và ok anh chị bỏ miền mấy mũi đại độ strong trên vì cả giải trong bình phó đại nhóm bộ giờ mà bộ không phật phần lầm hay nắng làm bị chạy chu nè đọc nè bà chẳng sẵn không thay dương nâng tự bàn nâng vượt khép mấy mấy mùi chùm nốt bằng tham tiết nâng không phật nâng ok thì lấy bà chào với xong ọc